bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yêu Làm Đẹp. Và đừng quên, mình là Nhung Leon nha. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để tự làm một chiếc mũ tóc giả, hay còn gọi là nón tóc giả, mà dạo gần đây nó đang rất là hot trên thị trường. Giá của nó thì mình nhớ không lầm là tầm khoảng 300 mấy, 200 mấy gì đó, khá là mắc đúng không các bạn? Cho nên là mình nghĩ là sẽ tiết kiệm hơn nếu như mình tự làm tại nhà, với các vật liệu khá là đơn giản, đó là bộ tóc giả cũ và một chiếc nón. Cách làm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Để làm một chiếc nón tóc giả thì chúng ta cần phải có một bộ tóc giả như thế này. Đây là loại cũ mà mình đã dùng trong nhiều video rồi và nó cũng khá là rối, cho nên là mình cần phải chải lại. Hoặc là các bạn có thể sử dụng loại tóc giả kiểu chữ U như thế này cũng được nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Mình sẽ ướm thử cái bộ tóc giả nguyên đầu này vào trong một cái nón để xem là nó có vừa hay không, và chúng ta cần điều chỉnh để cắt cái bộ tóc giả như thế nào cho nó phù hợp. Nếu mà mình dùng cả bộ tóc luôn thì vẫn được, nhưng mà nó sẽ có cảm giác nặng đầu hơn, cho nên là mình cần phải tỉa bớt để cho nó nhẹ hơn. Mà nếu bạn nào sử dụng cái bộ tóc giả kiểu chữ U như thế này thì các bạn không cần phải cắt bớt nữa, mà nó đã phù hợp với cái nón luôn rồi. Đó, khi mà chúng ta bỏ vào và ướm thử vào trong cái nón thì nó đã rất là vừa vặn. Nếu bạn sử dụng bộ tóc kiểu chữ U này thì nó quá đơn giản rồi. Còn trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà sử dụng cái bộ tóc giả nguyên đầu. Thì bây giờ mình sẽ lật cái phần trong của tóc ra. Ở bên trong người ta có may những cái lớp lót bằng vải ren như thế này, cho nên là khi mà mình cắt tỉa bớt ra thì nó cũng không bị sổ hết tóc. Đường may nó rất chắc chắn nên các bạn có thể yên tâm. Chủ yếu thì mình sẽ cắt bỏ cái phần ở trên chóp đầu một tí để cho cái tóc nó nhẹ hơn một chút thôi, không cần phải cắt quá nhiều. Các bạn có thể thấy là mình cắt tới đâu thì cái phần tóc nó rời ra tới đó, không ảnh hưởng tới những cái phần tóc còn lại. Sau khi cắt xong thì mình có được một bộ tóc chữ U giống như cái bộ tóc mà mình cho các bạn xem lúc đầu đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt cái phần trong của nón ra. Thì nó sẽ có hai lớp, mình cắt cái lớp bên trong này để sau đó mình sẽ có thể đưa tóc giả vào trong rồi mình may lại. Mình chỉ cắt theo 2/3 vòng tròn của nón thôi, rồi sau đó mình lấy hết các phần chỉ thừa ra. Với cách làm này các bạn cũng có thể áp dụng tương tự với các loại nón khác. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tóc giả này vào bên trong của cái lớp vải, rồi mình sẽ dùng cái lớp lót của nón để mình che nó lại, rồi mình sẽ dùng kim để cố định lại trước khi mình may. Ở bước này thì các bạn lưu ý là mình phải phân bố cái lượng tóc cho nó đồng đều để không bị bên nhiều bên ít hay là nó bị lệch. Sau khi đã cố định xong cái phần tóc thì các bạn có thể hình dung được cái nón tóc giả của mình nó như thế nào rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng kim chỉ để may theo các đường kim đã cố định đó. Cái này thì khá là đơn giản rồi và mình nghĩ là bạn nào cũng sẽ biết làm thôi. À, các bạn lưu ý là may kim đừng để chỉ nó bị lòi cái chỉ ra ở phần mặt phải của cái chiếc nón. Như vậy thì nó sẽ mất thẩm mỹ lắm đó. Và cơ bản là mình đã thực hiện xong một mẫu nón tóc giả. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần tóc của mình nó bị rối và nó bị xơ á, do mình sử dụng nhiều lần cho nên là nó khá là xấu. Bây giờ mình sẽ cải thiện nó bằng cách chải cho nó tơi ra. Rồi sau đó mình sẽ dùng một cái máy duỗi và mình duỗi thẳng cái tóc này ra để tạo thành một cái kiểu tóc thẳng. Các loại tóc giả này thông thường là đều có thể sử dụng nhiệt uốn duỗi được, tùy ý các bạn. Mình thì có khá là nhiều kiểu uốn rồi cho nên là hôm nay mình sẽ dùng cái mẫu duỗi tóc thẳng. Sau khi duỗi xong thì mình sẽ dùng kéo để tỉa bớt cái phần đuôi tóc cho nó đẹp hơn.
Và bây giờ thì mình sẽ đội thử cái mũ tóc giả này để cho các bạn cùng xem kết quả nha. Trước hết thì mình sẽ cột gọn cái phần tóc thật của mình lên đã. Mình cột gọn hết phần đuôi tóc lại rồi sau đó cuốn phần đuôi tóc lại, sau đó chúng ta nhét vào phía trong, giấu vào trong tóc. Tiếp theo là sử dụng kẹp tăm để ghim cố định tóc lại, không để tóc bị rơi ra. Cách dùng cái nón tóc giả này thì đơn giản như việc đội một cái nón bình thường thôi. Rồi sau đó mình sẽ điều chỉnh cái tóc giả sao cho thật tự nhiên nhất và không có lộ phần tóc thật của mình. Wow, thật không thể ngờ là chỉ từ một bộ tóc giả bị rối đã cũ rích và mình vứt một xó mà bây giờ đã có thể biến nó thành một chiếc mũ tóc giả rất dễ thương như thế này. Đội lên thì cảm giác nó khá là thoải mái, không có như những cái bộ tóc giả nguyên đầu. Mình sẽ cảm thấy nó hơi nặng đầu này đó, nhưng mà cái mũ tóc giả này thì bạn có thể vừa che nắng mà vừa có được một kiểu tóc đẹp luôn. Còn bây giờ thì các bạn đang chần chờ gì nữa, hãy thử ngay đi nào. Đừng quên cho mình biết kết quả bằng cách comment ở bên dưới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video và nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe để ủng hộ cho mình với nha. Đừng quên địa chỉ Facebook của mình là Nhung Nhung. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.